Đó, lên nha. Nó nữa rồi, dính nữa rồi. Trời ơi, trời, con cá nó bự. Con nhảy được rồi. Khách mọi người. Trời ơi, xảy rồi các bạn ơi. Ngậm nhảy luôn rồi. Trời ơi, con cá nó bự mà xảy. Mấy cục bọc. Đó, lên nha. Nó nữa rồi, dính nữa rồi. Trời ơi, trời, con cá nó bự. Con nhảy được rồi. Khách mọi người. Trời ơi, xảy rồi các bạn ơi. Ngậm nhảy luôn rồi. Trời ơi, con cá nó bự mà xảy. Mấy cục bọc. Chào các bạn nha. Hôm nay mình đi theo bạn Tấn câu cá cá lóc á. Các bạn xem coi thú vui câu cá nha. Như bạn Tấn mình có kênh câu cá nhà nông TV đó. Các bạn cũng ủng hộ cho Tấn với mình, kênh mình thì quê tôi miền Tây Vlog á. Đang đi ra ngoài vuông nè, câu cá ngoài vuông. Rồi đây gần tới chỗ rồi các bạn ơi. Mình đi mới nãy giờ cũng gần tới chỗ rồi đó. Mới bật lên cho các bạn xem cái chỗ mình câu cá nè. Mình đang đi dài dài lên ha. Thì bạn đợi chút xíu mình kiếm chỗ để dựng máy rồi mình xem bạn Tấn câu cá ha. Rồi tới chỗ nghe các bạn ơi. Đây mình dựng máy ở đây mình quay bạn Tấn câu ha. Các bạn xem nhớ ủng hộ kênh mình ha. Chứ chiều này còn quá trời gió bởi vì nước nó đọng quá. Cá nó nhát ăn. Đừng em là mỗi chai đúng mỗi giờ.
Cá ăn rồi. Êm quá. Dương. Dính cá rồi, dính cá rồi. Dương. Uống đồ luôn. Thấy chưa? À, mập lù luôn á. Cá mập lù luôn, đã quá. Con này cá đưa 400-500 gram á. Hồi vô nướng cái mình làm thùng ha. Nãy giờ chú em mày mới chịu cắn. Quá đã. Mày cá này đã không các bạn ơi. Cá này là chút nữa vô nướng nhậu với chủ nhà nha. Ờ. Vô đây, chờ vô đây. Chờ vô bị. Rồi mình kiếm thêm vài con nữa nha. Nhấp buổi sáng rồi tới 10 giờ rồi ba thằng thì cỡ hơn 100 con. Đun cũng không gì đó hả? Đun có ông Tắng. Tắng ở đâu ta? Tắng ông Sự á. Đun không cho trường mẫu giáo rồi. Dượng có ông không. Hai ông ca ta trồng mé ta hoài vô đó luôn mà nó nãy câu nó không cho ăn nữa. Đây. Lên nè. Dạ. Đục mát sổ tìm vô. Trời ơi. Đừng con nữa các bạn ơi. Không bự. Không được bự không? Đem cá này các bạn. Ê, chỉ đừng nhóm nhóm là nó chìm chìm tính đâu con ấy. Đi con này nó ớm. Cắn xì tiệm. Cá bằng ngón giò cái. Cá xong là cá xong mà tao thả cái nhỏ lắm. Tiếp tục câu nữa nha. Được hai con, một con thì có 300-400 thưởng thức. Nãy giật bị sảy mấy con. Lên lửa nha anh em. Lên lửa đi. Cái tóc dầu chết lấy cái dầu lắp chặt đứt mở rồi. Lên lên nè. Cháy rồi. Nè bữa nào mà chuẩn bị pin đồ đầy đủ rau sống rồi ha. Đầm mưa ớt để sẵn lên đồ, con nào là nướng liền luôn vậy đó. Mày làm đầu tư thùng bia ra luôn. Mày làm bia lắp là mày phải làm cho nó cặn kẽ chứ. Phải đầu tư. Nhớ cắt cậu này ra nha. Quá wow, lửa đẹp quá. Cốt vậy thôi quay chỉ hết rồi. Nướng cá bia lớn này quay nguyên đống vô. Cá chín nghe các bạn ơi. Mày tự ra nhỏ ra luôn rồi. Quá trời chín. Nhìn cá đã quá trời đã rồi đó. Đấy. Tới phần cạo rồi đó nha. Dọn cho sạch mình cùng ăn mời các bạn luôn.
con mình lớn, dính 5-7 con lớn rồi bà. Cá này mà không có chuyện gì xảy ra là năm nữa là lên được ký đó. Đúng rồi, nó ngon. Trời ơi, nó nhỏ mà nướng nó ngọt thiệt các bạn. Cá ở U Bình Thượng nó gì á. Trời ơi, quá trời. Ôi, mời các bạn miếng nữa nha. Ngon quá trời luôn rồi. Trời 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 ngon. Trời ơi, ăn không vừa khỏi chấm muối ớt muối vị vô mà cảm thấy nó ngọt hay các bạn. Nhìn Dương ăn con thấy thèm quá Dương ơi. Quá trời ngon luôn. Quá trời ngon các bạn ơi. Cháy cháy không quất nguyên con luôn đấy. Không chấm gì chân ngon các bạn ơi, thịt ngon ngọt. Vì điều hỏi tanh miệng chắc ấu á. Mời em, mời em. Mời các bạn ăn cái đuôi rồi chừa cho anh Tránh ăn cái đầu. À, đã không ngọt dữ không bạn? Tao nhất nướng gì xào mà nướng là ngon nhất rồi. Nó không phạt nha. Đấy các bạn ơi. Đây mình quay cảnh đồng quê các bạn, nhìn thấy im không? Thấy em thì các bạn thấy hay thì các bạn cho một like, một share, một đăng ký nha. Nhiều quá là mất cỡ cho tôi dám ăn. Rồi, mình mời các bạn nha. Bạn ăn cá lóc nướng chung với mình nha. Được luôn các bạn ơi. Nay mình ăn thấy cảm giác thấy sao mình nói cho các bạn nghe ha. Quá là ngon các bạn ơi. Ngọt quá trời ngọt. Chắc bóp. Công kỹ nãy giờ mấy anh em đi câu cá được có 2 con à. Đây mình lọn mắt bằng cái cây nha các bạn. Mình chỉ cần lấy cây kéo ngang cái lỡ lên nè. Đúng không các bạn? Hay quá. Cho các bạn dùm kỹ đây nha. Chỉ cần mình lấy cây mình kéo ngang cái lặn mắt mình nó sẽ lọn thôi. Đó, thấy chưa? Không cần gì hết á. Đó, lấy cây kéo cái lỡ lên. Nè, để lên chương trình độc lạ Bình Dương nha các bạn ơi. Ăn cá lóc nướng với mình nha. Mắt mình ngậu vô kéo cái lên vậy đó. Mình thường thường là mình lấy lưỡi câu mình móc, mình kéo vừa cũng được bình thường. Dừng clip tại đây nha các bạn. Hẹn các bạn ở clip khác nha.